có hai món thôi, chưa lên được ba món. Ui những cú đập vừa này cực chất. Ui rồi đánh luôn. Đúng rồi, ulti đây nào, chơi luôn nào. Rồi hay quá, tem bạn rồi một cục. Rồi, một em lên bảng điểm số. Rồi, hai em luôn. Ba em luôn, hay quá. Rồi đứng lại con nào. Ui dồi ôi, xài chiêu tuyệt vời. Vâng, một pha lả lướt của Lauria rất là đẹp mắt. Rồi, ôi trời ơi, cố lên. Hát trích rồi. Qua đá kêu đúng không? Đấy, biết ngay mà, được qua đá kêu luôn. Venta, kẻ địch đầu hàng. Không được Venta, không biết ai ăn mất một mạng người ta. Rất là tiếc, chỉ được có qua đá kêu thôi. Nhưng mà không sao, nói chung là pha đó, một pha gọi là Lauria bá đạo luôn. Mình bay lên mà mình làm các kiểu luôn, chết hết luôn, sướng thế không biết. Con này chơi công nhận phê. Đời được qua đa kill. Ok. Wow, Penta. Hình như là mình sẽ đưa là qua đa kêu phải. Ra cho Penta cái nào. Penta rồi. Penta rồi. Có được Penta không? Mega kill. Mẹ ơi, buổi tối hôm nay có được hai cái mega kill thế à? Trời ơi là trời, tôi bắn kinh quá mà. Chắc tôi khóc mất. Một buổi tối hai cái mega kill. Wow. Không thể tin được. Cũng may mà bắn nó ra bắn này bắn mình thì mình mới giết được ấy, chứ không mình không thể nào giết được. What the hell? Một buổi tối livestream hai cái mega kill luôn. Vãi cả trưởng, không tin được, một cái slim một cái teo nát. Đây là trận đầu tiên mình chơi teo nát luôn. Wow, thật là sung sướng quá đi. Đã được chứ chứ. Đâu rồi mấy anh tăng, đâu rồi mấy anh tăng cơ, đâu rồi. Giờ em không thể nào em dám lao lên nữa rồi. Đây đây đây, đây đánh nhau rồi kìa. Ô, thực là sướng quá đi thôi. Mega kêu.
Kìa. Sao mà lạc thế? Đúng rồi, hay quá, chiêu cuối đẹp quá. Quá đẹp luôn. Này thì trống cử này, tóc biến đi đâu? Bạn làm sao? Bạn muốn làm sao? Âu dê, bạn muốn làm sao? Oh, man. Mega kill. Mega kill rồi. Trời ơi trời, sung sướng quá mọi người ơi. Violet ra sờ mông cái coi. Sờ mông một cái. Ui sờ mông cái chạy thôi. Ui giời ơi, sờ mông một cái là chạy ngay. Trời đứng lại nó vả thì ôi chết em ấy. Thật là đông luôn, bên kia 5 người họ đi chung luôn ấy. Bên kia đánh tập thể thế. Nhưng mà còn ui giời ơi, sờ mông Natalia cái coi. Ôi mông em đẹp quá. Mông em đẹp quá. Hãy xem mình đây, 1 cân 5 luôn nữa sờ à. Tớ sờ cậu chắc quánh chết hết luôn đấy chứ đùa. Chết này. Ơ qua đã kill rồi. Qua đã kill rồi anh ơi. Mega kill. Oh yeah, come on. Oh. À, trời ơi sướng quá. Trời ơi mega kill sướng sướng. Trời ơi là trời. Winnie clip đẹp sướng. Trời ơi, Zuka đi rừng, mấy bạn cứ chê. Đấy, Mega Kill đi chơi. Đánh tem nó chưa đùa. Tem sẽ được 12 mạng, mình quất 8 mạng rồi đây. Trời ơi, mấy bạn cứ thế. Chả thấy gì chưa? Đấy chưa, đừng bao giờ chê vị tướng gọi là Zuka đi rừng không được nha. Ơ, tôi xuyên phá hả? Rồi là mình lên giáp mà, mình đâu có lên xuyên phá đâu. Này thì Mega Kill này, chết này. Rồi, Mega Kill mắt đẹp luôn. Wow, sợ hình hút mình nãy lên trời, phê quá. Quá phê rồi, hút một cái nãy lên trời luôn. Kiếm em nào ít máu cái nào. Mình có cây phước hợp kiếm, ở cây kiếm chi hồn, tha hồ mà hút chích. Không có em nào ít máu thì thôi, vã em nhiều máu vậy. Gindu, ui ôi, sầm mông Gindu cái cứng quá. Trời ơi, nó không em êm ái mềm mại như là Natalia. Thiên thất truyền đúng rồi, thiên thất truyền chứ. Nhưng huyền thoại là cái khiên kia nó có mana. Ôi đó, đủ tiền mua thiên xuyên phá rồi, thôi lỡ thì yêu luôn. Đấy, mình lên cái kiêng kia sau, ok. Đó, ui dồi, bây giờ lướt qua lướt về một cái con quái nó chết. Đấy, nghe chưa? Ui giời ơi, làm sao? Suga đi rừng thì làm sao? Đấy, mega kill, phê nào. Ui dồi, đuổi mình à. Ui giời, mình lên cái, ui đi đâu gặp địch thế này. Ui giời, Violet nữa. Trời bao vây tứ phương tứ hương. Em sai rồi, anh sai rồi. Em xin lỗi anh đi. Đấy. Quá lời hại. Ăn thêm cái con này cái là đầy cái máu rồi. Đâu rồi. Ý. Ui giời ơi, hãy xem tới đây, 1 cân 5. Sha. 1 và 5. Ui. Beta kill lần thứ 2. What the fuck. Oh man. Oh. Qua đã kill lần thứ 2. Qua đã kill rồi. Đừng. Bạn đi ra để nó cho mình. Đừng. Căng căng quá. Và từ ấy ánh mắt tôi hồn nhiên đến là. Và 2 lần qua mega kill của mình.
không thể tin được. Trời ơi, chắc mình xỉu mất. Ok, mọi người nếu mà thấy hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Chia sẻ cho mọi người biết xem với. Mình cạn lời rồi, ok. Và mình cũng xin dừng clip thôi, không còn gì để mà nói nữa rồi, mình đi chết đây.